Hi, mến chào mọi người. Tiếp tục giới thiệu về những ngôi chùa đẹp thì hôm nay em đang có mặt ở thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai. Và hôm nay em sẽ quay và giới thiệu cho mọi người một ngôi chùa, đó là Quan Âm Tu Viện. Vị sư khai sơn của ngôi chùa này cũng là người khai sáng ra phái Tịnh Độ Non Bồng. Và ngôi chùa này có những cái điều gì đặc biệt về mặt lịch sử thì hôm nay mọi người sẽ cùng em, chúng ta sẽ cùng nhau vãn cảnh chùa cũng như là tìm hiểu về ngôi chùa này nhé. Trên quốc lộ 1K từ thành phố Hồ Chí Minh về Biên Hòa, lúc sắp đến cầu Hóa An, du khách sẽ nhìn thấy bên tay phải có một khuôn viên yên bình rợp bóng cây xanh, đó chính là tu viện Quan Âm. Ngôi chùa này có vị trí rất đẹp, phía trước là dòng sông Đồng Nai, phía sau là núi Châu Thới. Cảnh quan thì yên bình tĩnh lặng với những rặng cây cao. Quan Âm Tu Viện là tổ đình của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, là nơi liên hệ của 172 cơ sở thờ tự trên toàn quốc cùng một môn phong pháp phái, một thầy tổ với danh nghĩa tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Nếu mọi người là khách phương xa đến với Biên Hòa thì đây là một nơi tôn nghiêm có nhiều ý nghĩa với người tín ngưỡng Phật pháp, một nơi có nhiều cảnh quan kiến trúc điêu khắc đẹp mắt, hài hòa, một điểm đến vãn cảnh yên bình, thơ mộng với người yêu thiên nhiên. Với những người sống ở Biên Hòa, đây ngoài là nơi viếng chùa, lễ Phật của Phật tử, còn là nơi để có những phút giây yên ả, tạm quên đi những náo nhiệt, ồn ào nơi phố thị. Quan Âm Tu Viện Biên Hòa có xuất phát từ tổ đình Linh Sơn, núi Dinh, Bà Rịa. Năm 1965, tổ đình Linh Sơn bom đạn chiến tranh, khiến 9 tăng ni Phật tử tử vong và 30 tăng ni Phật tử khác bị thương nặng. Đứng trước ngôi Già Lam trên 200 năm gầy dựng, trải qua 10 đời trụ trì, nay phút chốc trở thành hư không. Hòa thượng Tôn Sư trụ trì Thích Thiện Phước và ni trưởng Huệ Giác, tông trưởng của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, quyết định dìu dắt trên 600 tăng ni Phật tử và 200 cháu cô nhi không nơi nương tựa, di tản về Biên Hòa tìm đất xây dựng lại chùa. Tại đây, cư sĩ Phạm Văn Hai, sau này là Đại Đức Thích Thiện Hải, và quý ông Phạm Văn Sức, Phạm Văn Tàu cùng toàn thể gia tộc họ Phạm đã phát tâm cúng dường khu đất thổ cư rộng 1,6 hectare tại ấp Tân Bản, Tổng Chánh Mỹ Thượng, xã Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa. Nay thì nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, để xây dựng ngôi tu viện và cô nhi viện. Tu viện được khởi công vào năm 1966 và khánh lạc vào năm 1969. Mọi người thấy đó, thì xung quanh chùa có rất là nhiều những cây xanh, cây cảnh, cây cổ thụ, tạo nên một cái không khí rất là mát mẻ, thanh bình. Mặc dù bên ngoài là con đường lớn, tấp nập, ồn ào nhộn nhịp, tuy nhiên khi mà bước vào trong chùa thì không khí cực kỳ là mát mẻ và thanh bình luôn nha mọi người. Đến nay, Quan Âm Tu Viện có nhiều công trình lớn nhỏ, chia theo từng khu vực, và đặc biệt là Thánh Tháp Huyền Diệu Quang Thế Âm Bồ Tát, Tháp Địa Tạng Vương Bồ Tát, còn gọi là Tượng Phật Đen, trước đây vốn được đặt bên trong Nghĩa Trang Đô Thành, sau còn gọi là Nghĩa Trang Chí Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh, nay là phần đất thuộc công viên Lê Thị Riêng, và Tháp A Di Đà, vân vân. Quan Âm Tu Viện được xây dựng ở một nơi thoáng mát, cây cối xanh tươi, nằm ngay bên quốc lộ 1K, nhưng tu viện vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng, thanh tịnh. Những dãy nhà làm học viện, am phòng, tăng ni, trai đường, liêu, thất, phòng chẩn bệnh vân vân, kết hợp với ngôi chánh điện, đền, đài, bảo tháp vươn lên giữa trời xanh, tạo thành một quần thể di tích hoàn chỉnh. Ẩn bóng dưới những rặng cây bồ đề, cây công chúa, cây dầu cổ thụ, vân vân. Cổng Quan Âm Tu Viện là một giá trị văn hóa không chỉ riêng môn phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, mà nó còn có giá trị tổng quan của văn hóa Phật giáo dân tộc. Cổng của Quan Âm Tu Viện thì được khởi công vào năm 1985, cho đến năm 1986 thì hoàn tất, với huy hiệu vòng hoa sen phía dưới của bánh xe Pháp Luân là tiêu biểu cho dòng Pháp của Tịnh Độ Tông. Vào tháng 3 năm 2016,
Quan Âm Tu Viện được Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo công nhận là Di sản Văn hóa Phật giáo tỉnh Đồng Nai và được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam công nhận là cơ sở tâm linh, linh thiêng cổ tự. Tuy giới thiệu là địa chỉ của ngôi chùa nằm ở Đồng Nai, tuy nhiên nếu mà mọi người đang ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Dĩ An, Bình Dương thì lên đây cũng rất là gần luôn mọi người. Nó tiếp giáp với tỉnh Bình Dương luôn. Mọi người có thể đến đây cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 phút mà mình di chuyển bằng xe máy thôi nha. Nếu có dịp đi ngang qua đây thì mình có thể ghé vô đây chiêm bái Phật cũng như là tìm hiểu về ngôi chùa. Quan Âm Tu Viện có tất cả 48 công trình lớn nhỏ, chia làm nhiều khu vực. Trước chánh điện là tượng của Bồ Tát Di Lặc dưới cây Bồ Đề cổ thụ. Tòa chánh điện của chùa được sơn màu vàng của nhà Phật. Bên trong thì không rộng nhưng mà thoáng, sáng và trang nghiêm. Ngôi chánh điện này có diện tích gần 100m2, tường gạch, mái, tứ giác lợp ngói Tây. Giữa đỉnh nóc có trang trí bầu linh dược bửu tháp của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Trung tâm chánh điện thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thiền định trên tòa sen. Tượng cao 2,5m, chất liệu là xi măng do nhà điêu khắc Minh Dung sáng tạo năm 1967. Hai bên có hai vị hộ pháp cùng tượng của Đức Phật lúc Ngài đản sanh cho đến lúc Niết Bàn. Phía sau tượng Phật Thích Ca là tượng của Phật Dược Sư, hai vị Bồ Tát Văn Thù Xưa Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát. Xung quanh chánh điện còn có các công trình như điện thờ của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, tháp thờ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tháp tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tượng bằng xi măng cao 3,6m, đúc vào ngày rằm tháng Giêng năm 1981. Tháp của Hòa Thượng Tôn Sư Thích Thiện Phước có 9 tầng, cao 12m. Các tháp của Hòa Thượng Trụ Trì Thích Thiện Chơn, tháp của Hòa Thượng Thích Giác Châu, kế tiếp là bảo đồng của Đại Đức Thích Thiện Hải, người cũng dường đất xây tu viện. Phía sau là tháp Địa Tạng Bồ Tát do nhà điêu khắc Mai Lân tạc vào năm 1970. Ngoài ra còn có tháp A Di Đà cao 7,5m. Nổi bật ở nơi thờ tự là thánh tháp Huyền Diệu Quán Thế Âm Bồ Tát sừng sững uy nghiêm. Đây là biểu tượng chính của Quan Âm Tu Viện. Tháp được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 6 âm lịch năm Mậu Thân 1968 và khánh lạc vào ngày 19 tháng 9 âm lịch năm Canh Tuất 1970 do Ni trưởng Huệ Giác phát họa và chỉ đạo thi công. Tháp thì xây kiểu tứ trụ bằng vật liệu bền vững, cao 12m, bốn mái uốn cong nhẹ nhàng, thanh thoát. Tượng Quán Thế Âm bằng đá trắng tinh khiết, cao 7m. Có thể nói đây là pho tượng Phật bằng đá lớn nhất ở Biên Hòa. Ngày nay chúng ta biết đến Quan Âm Tu Viện không chỉ là một cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự, tu học, đào tạo tăng ni, làm việc và sinh hoạt trang nghiêm theo tông chỉ của hệ phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, mà đây còn biết đến là một tổ chức tôn giáo tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai, có nhiều đóng góp to lớn cho xã hội, nhất là phong trào trồng cây gây rừng và các công tác từ thiện khác. Rồi, như vậy thì hôm nay em cũng đã vừa quay và gửi đến mọi người những hình ảnh của chùa Tu Viện Quan Âm. Đây là một ngôi chùa thuộc tỉnh Đồng Nai, tuy nhiên cũng khá là gần Dĩ An, Bình Dương và gần thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa này có nhiều tượng thờ rất là đẹp mọi người ha. Khuôn viên thì xanh mát nên chắc chắn vào thời điểm nào trong ngày thì mọi người cũng có thể đến chùa tham quan mà không sợ bị nắng nóng. Và lịch sử của ngôi chùa cũng có nhiều cái điều đặc biệt mọi người ha. Em cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu như mọi người thấy hay đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những ngôi chùa tiếp theo. Bye bye.